Chương 649. Động tĩnh. Dưới đáy đan hà là một mảng tối đen, một cái đoàn kim quang quanh cuộn khắp nơi phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ có điều bên dưới đáy sông tràn đầy những cái áp lực đáng sợ thế này, cũng chỉ thỉnh thoảng có những cái bọt khí màu vàng kim bên trong cái đám ánh sáng màu vàng kim kia vỡ tan ra, phát ra âm thanh rất nhỏ. Bên trong cái đám kim quang dày đặc bao phủ trong phạm vi hơn 10 trượng kia, mơ hồ có thể thấy được một cái thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Xung quanh thân ảnh này, niết bàn kim khí đặc sệt giống như là từng luồng lửa cuồn cuộn chảy không ngừng vào thân thể kia. Âm thanh tiếng nước chảy nhẹ nhẹ vang lên, ánh mắt nhìn thẳng bên trong vòng hào quang sẽ thấy rõ hơn thân ảnh kia. Bên ngoài cơ thể kia là một lớp lân giáp màu xanh, trên bề mặt toát ra một cái đám thanh quang nhàn nhạt, chỉ có điều từ chỗ kẽ hở của lân giáp có thể thấy rõ một cái màu sắc đỏ mờ mờ, có chút khí tức huyết tinh từ nơi đó tản mát ra. Lâm động dưới đáy đan hạ đã kiên trì được 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, áp lực xung quanh thân thể càng ngày càng mạnh. Dựa theo tình hình này, phảng phất như là toàn bộ áp lực của đan hạ đều đang đổ dồn về chỗ này. Loại áp lực vĩnh viễn không ngừng tăng lên cũng đủ để cho người ta cảm thấy một cái sự sợ hãi phát ra từ sâu trong đáy lòng. Đối mặt với áp lực ngày trở nên đáng sợ, mặc dù Lâm động có lân giáp hộ thể, nhưng từ lỗ chân lông trên cả người vẫn như cũ, có từng tia máu nhàn nhạt bị áp lực cường đại đè ép mà chảy ra. Tuy tới hôm nay hắn chưa bị thương, nhưng cũng không có gì là trở ngại, cứ tiếp tục kéo dài, sợ rằng áp lực này tăng cường như vậy cuối cùng cũng đạt đến mức độ kinh người đáng sợ. Lúc này Lâm động chân chính hiểu thế nào là muốn yên ổn hấp thu niết bàn kim khí dưới đáy đan hà cần phải trả một cái giá cao thế nào. Với loại áp lực này càng ngày càng kinh khủng, dù hắn tu luyện thanh thiên hóa long quyết nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Chỉ có điều tuy rằng áp lực càng ngày càng khủng bố, nhưng những gì Lâm động thu được 3 ngày qua thực quá lớn. Mỗi một khi luồng khí tức niết bàn kim khí thẩm thấu vào cơ thể, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể mình dần dần cường hóa. Mà các loại cường hóa này lại là từ trong ra ngoài, ngay cả huyết nhục bên trong dường như cũng dưới sức mạnh này dần dần trở nên mạnh mẽ lên. Cùng với cơ thể cường hóa, nguyên lực chảy xuôi trong kinh mạch của Lâm động cũng càng ngày càng hùng hậu, giống như là nước sông chảy xiết gào thét phóng qua, đem đến một cái cảm giác về lực lượng gia tăng vô cùng dị thường, lan tràn tới tứ chi bách hải của Lâm động. Lâm động có thể cảm giác được trong 3 ngày ngắn ngủi này, phần nguyên lực gia tăng trong cơ thể của hắn so với việc tu luyện bình thường còn nhiều hơn gấp mấy chục lần tu luyện bên ngoài. Đây là một số tương đối không nhỏ, chẳng qua cũng không phải tới mức không thể tưởng tượng được. Niết bàn kim khí vốn được tạo thành từ sự ngưng tụ của niết bàn khí cực kỳ thuần túy áp xúc lại ma thanh, chỉ là một cái tia nhỏ nhoi thôi, nhưng mà niết bàn khí hàm chứa bên trong đó đã đảm bằng thành quả tu luyện cả ngày trời của một người thường. Đương nhiên cùng với việc cơ thể và nguyên lực được cường hóa lên, khiến cho Lâm động kinh ngạc nhất chính là một chuyện tình khác đồng thời phát sinh. Tại đan điền Lâm động có thêm một vài thứ. Tại vị trí trung tâm là một khoảng nguyên đan ám kim sắc to bằng nắm tay, hỏa nguyên đan chậm rãi xoay tròn không ngừng phun ra nuốt vào từng cái luồng nguyên lực hùng hậu. Còn viết trên nguyên đan là một cái đám khí thanh sắc, có tiếng long ngâm không ngừng phát ra bên trong cái đám khí màu xanh đó. Đám khí bốc lên dường như biến thành hình dạng một con rồng đang cuộn mình. Đám khí màu xanh hiển nhiên là thiên long khí do thành chỉ lưu lại lúc trước. Thứ này quá mức cuồng bạo, Lâm động căn bản không cách nào hấp thu triệt để, mà chỉ có thể dùng thanh thiên hóa long quyết dần dần khống chế nó, dần đem mớ thanh long khí này chậm rãi nhập vào thể. Phía dưới nguyên đan thì lại là một cái mảng kim quang không ngừng lưu động. Bên trong mảng kim quang có một loại dao động cực kỳ huyền diệu. Đây chính là nguyên thần khí xuất hiện sau khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên. Từ một góc độ nào đó mà nói, nó cũng là một cái dạng năng lượng với niết bàn kim khí của Lâm động hiện tại hấp thu. Đối với loại nguyên thần khí mà với cấp bậc hiện tại của mình, Lâm động hoàn toàn không thể nắm giữ được. Hiển nhiên hắn cũng không hiểu được nó đến tuột cùng có tác dụng gì. Vì thế hắn vẫn luôn giữ nó bên trong đan điền, đợi đến sau này khi thực lực tiến bộ sẽ thử tìm cách khống chế nó. Dự định của Lâm động vốn chỉ là như vậy. Chỉ điều ngay trong 3 ngày hấp thu niết bàn khí lần này, hắn lại kinh ngạc phát hiện mỗi lần hắn hấp thu một ít niết bàn khí thì sẽ một có ít hào quang kim sắc xông vào đan điền, cuối cùng dung hợp với đám nguyên thần khí, làm cho mớ nguyên thần khí kia càng dần nồng đậm hơn. Xảy ra biến cố như vậy khiến cho Lâm động có chút kinh hãi.
nguyên thần khí này rốt cuộc thuộc về cái đạo nguyên thần quỷ dị thần bí kia. Dù Lâm Động tự tin rằng ý thức đạo nguyên thần kia đã bị hắn hủy diệt, nhưng biến hóa thế này vẫn khiến hắn có chút không yên. Nhưng may mắn là đám nguyên thần khí này tuy rằng nồng đậm nên nhưng mà cũng không có xuất hiện vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn. Chẳng qua là ánh kim quang kia càng ngày càng nồng đậm hơn. Vốn chỉ là một chút ánh kim quang mờ nhạt, giờ đã ngưng thực hơn rất nhiều. Từ bên trong đám nguyên thần khí này, Lâm Động cảm nhận được sự ba động cường đại đặc biệt khác thường. Loại ba động này có chút khác với nguyên lực, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại nguyên thần khí này tựa hồ là có lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Ta lại là muốn xem rốt cuộc người muốn làm gì. Tâm thần Lâm Động nhìn chăm chú đám nguyên thần kia, thì thào tự nói trong lòng. Trong cơ thể quán có thạch phù thần bí và thôn vệ tổ phù tọa chấn, thậm chí bên ngoài đan điền còn có càn khôn cổ trận tồn tại. Hắn thật không tin thứ nguyên thần khí kia có thể tạo ra nguy hại gì cho cơ thể quán. Thời gian bên dưới đáy của đan hà tĩnh mịch, không chút âm thanh, chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đã 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, bên dưới đan hà tĩnh lặng như trước, nhưng trên đan hà cũng bởi vì sự tĩnh mịch này mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Có rất đông các đệ tử hoang điện lúc này tập trung xung quanh bình đài ngay bên trên đan hà, mà ở những bình đài khác xung quanh đan hà cũng có không ít người đang đứng. Mặc dù nói đại bộ phận bọn họ tiến hành tu luyện, nhưng mà ánh mắt của bọn họ hẹn không được cùng hướng về một cái chỗ, chính là lời vòng xoáy dẫn tới đáy sông đã bị cách ly xa xa khỏi một cái quãng đằng xa. Ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy sự kinh ngạc, bởi vì Lâm Động dưới đáy đan hà đã 5 ngày thời gian mà vẫn chưa có dấu hiệu phá đan hà mà xa. Đối khoảng thời gian này, đám đệ tử hoàng điện đều rõ ràng tượng trưng cho điều gì. Như Phương Vân, một trong tứ đại đệ tử chân truyền của hoàng điện, năm ngoái khi tiến vào đan hà quán đỉnh chỉ kiên trì được 4 ngày, sau đó không thừa nhận được áp lực cho nên đã phá đan hà mà ra. Vậy mà tới giờ lúc hắn lên bờ, toàn thân còn tràn đầy máu tươi vô cùng thảm hại, mà hiện tại thời gian Lâm Động kiên trì vượt qua số đó. Điều này há chẳng phải nói rằng thực lực Lâm Động hơn hẳn Phương Vân sao? Nếu thực sự là vậy thì năm nay trong hoàng điện của bọn họ xuất hiện thêm một cường giả rồi. Hơn nữa gã cường giả này là mới gia nhập hoàng điện. Phía trên đan hà, thân hình Trần Chân Ngộ Đạo mặc dù phiêu phù bất động, nhưng cặp mắt của bọn họ lại tập trung vào trong vòng xoáy, sắc mặt cơ hồ có chút ngưng trọng. Tiểu tử đó quả thật có thể chịu đựng được, Ngộ Đạo vuốt râu nói, trong giọng khó nén được một chút vui mừng hân hoan. Kiên trì 5 ngày trong đám đệ tử bốn điện tiếp nhận đan hà quán đỉnh, xem ra cũng thuộc hàng trung thượng. Trần Chân cười nhạt, đương nhiên quan trọng nhất sau 5 ngày kiên trì, Lâm Động không có dấu hiệu phá đan hạ mà ra. Điều này có nghĩa là hắn có tiếp tục kiên trì tiếp nữa. Dựa vào năng lực hơn người, Trần Chân mơ hồ cảm nhận được nơi cuối vòng xoáy thông đạo đang có một cái đạo khí tức cùi quái nào đó. Đan hạ này thật ra khá là kỳ quái, áp lực bên dưới càng ngày càng khủng khiếp hơn. Những ngày sau mới thực sự là khoảng thời gian khó khăn để chống chọi, Ngộ Đạo khẽ nói. Vậy cứ tiếp tục đợi đi, chỉ cần tiểu tử đó cố gắng kiên trì thêm 3 ngày, có thể ngang hàng thành tích của nhà đầu Ứng Thiếu Tiếu rồi. Trần Trần vui vẻ nói. Ngộ Đạo gật đầu, thời gian 3 ngày, ngày qua có vẻ ngắn, nhưng đối với Lâm Động đang chìm dưới đáy đan hà mà nói chỉ sợ cần phải trả giá một cái giá rất lớn. Mà việc hắn có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không phải dựa vào bản lãnh của bản thân hắn. Thời gian dưới sự mong đợi ngóng chờ của các đệ tử hoàng điện từng ngày trôi qua. Mặc trong thời gian này chậm rãi trôi qua, bầu không khí trong hoàng điện đột nhiên trở nên náo nhiệt một cách khác thường. Một vài tên đệ tử chân truyền những ngày bình thường vẫn luôn bế quan tu luyện cũng bị kinh động, rốt cuộc cũng xuất quan mà ra, chạy tới khu vực đan hà để quan sát. Mà khi Lâm Động tới đáy đan hà ngày thứ 7 thì tin tức bắt đầu chuyển khắp nơi ở đạo tông. Một số đệ tử của ba điện kia cũng nghe được tin tức, nhất thời toàn bộ hoàng điện trở nên náo nhiệt hẳn. Các đệ tử của ba điện kia thường xuyên chạy tới nghe ngóng, dù sao người có thể ở dưới đáy đan hà kiên trì tiếp nhận đan hà quán đỉnh tới 7 ngày. Dù ở trong ba điện còn lại của bọn họ cũng coi như chỉ có vài vị sư huynh thực lực mạnh nhất mới làm được. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ cảm thấy chấn động là đến ngày thứ 7 rồi, thế nhưng mà vòng xoáy kia vẫn như cũ, luôn tĩnh lặng, không có dấu hiệu động tĩnh, tức là kẻ đang ở dưới đáy đan hà dường như không có bất cứ dấu hiệu gì sẽ xuất hiện. Từ tình hình trước mặt, xem ra tên Lâm Động này dường như rất có khả năng kiên trì được 8 ngày, và thành tích đó trong lớp trẻ tuổi hiện tại của đạo tông
tính cho tới hôm nay dường như chỉ có thể mỗi mình đại sư tỷ thiên điện ứng tiếu tiếu có thể làm được. Chẳng lẽ là nói tên đệ tử sẽ nhập hoang điện mấy ngày lại có tiềm lực so sánh được với đại tỷ thiên 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 điện sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt không ít đệ tử chợt rung động. Một cái gã đệ tử mới gia nhập, lúc trước giành được quán quân bách triều đại chiến, dường như không phải hư danh à. Dưới sự trông chờ tất bật cả mọi người, ngày thứ 8 cuối cùng cũng tới. Ngay sau đó không khí của toàn bộ đạo tông cũng vì chuyện này mà có dấu hiệu sục sôi lên. Chẳng qua sự sục sôi này kéo dài không lâu, chỉ lóe lên một chút rồi chợt tắt. Tất cả mọi người lại trầm mặc, bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng Lâm Động vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi ra cả. Chương 650: Chấn động. Tại chỗ sâu bên trong dòng đan hà thuộc thiên điện, trên một cái bình đài, một thân ảnh lặng lẽ ngồi xếp bằng. Niết bản khí mênh mông từ giữa đan hà chậm rãi lan tới, cuối cùng lượn lờ xung quanh thân thể, giống như là một cái đám mây mù, khiến cho nàng nhìn qua có chút thần bí mờ ảo. Hừ, chỉ có điều nàng chưa yên tĩnh tu luyện được bao lâu, lại là một cái đạo âm thanh có chút rồn rập từ phía sau truyền tới, khiến cho cặp mày của nàng khẽ cau lại. Tỷ tỷ, có chuyện lớn rồi. Nhưng mà lần này không có đợi nàng trách cứ, ngay phía sau truyền tới âm thanh thanh thúy. Ngay sau đó bóng dáng Hồng Y Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng hạ xuống bình đài, vội vàng nói: "Có chuyện gì?" Ứng Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoan Hoan đang thở không ra hơi, phía sau ngữ khí thì vẫn như cũ, không có chút ba động gì lớn. "Tỷ còn nhớ cái tên Lâm Động lần trước muội nhắc tới chứ? Là quán quân bách triều đại chiến, đã bỏ thiền điện gia nhập hoang điện, đúng không? Thì sao? Người ta lại trêu chọc người gì nữa hả?" Ứng Tiếu Tiếu vuốt nhẹ ngón tay thon dài như ngọc trên thân thanh kiếm màu xanh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cái tên gia hỏa đó, vì nguyên nhân đạt chức quán quân nên gia nhập hoang điện đủ tư cách nhận được đan hà quán địch." Ứng Hoan Hoan nói: "Hắn giành được quán quân bách triều đại chiến, ban thưởng lớn như vậy cũng không có gì là quá đáng. Muội cũng quyết làm gì?" Ứng Tiếu Tiếu không vì vậy mà cảm thấy kỳ lạ, thuận miệng nói: "Không phải đâu, tên gia hỏa đó." Ứng Hoan Hoan nắm chặt bàn tay thon dài như dương chi bạch ngọc của mình nói, rồi cắn nhẹ đôi môi dưới nói: "Tên gia hỏa đó dưới đáy đan hà được 8 ngày rồi." À, khuôn mặt Ứng Tiếu Tiếu vốn định giống như là mặt đầm lầy tĩnh lặng, cuối cùng cũng là có chút động tĩnh. Nàng có chút kinh ngạc quay đầu lại hỏi: "Hắn thế nhưng kiên trì được 8 ngày rồi sao?" Vốn là người đồng dạng trải qua đan hà quán đỉnh, Ứng Tiếu Tiếu biết rõ áp lực dưới đáy đan hà kia khủng khiếp tới mức nào. Lúc trước cho dù nàng dốc hết toàn lực chỉ kiên trì được 8 ngày, mà cái thành tích đấy đã là tốt nhất trong thế hệ trẻ của đạo tông. Không ngờ rằng hôm nay có người có thể đạt tới thành tích giống nàng. Xem ra Lâm Động thực sự có bản lãnh. Tên đó sao có thể đưa ra so sánh cùng tỷ tỷ? Tỷ tỷ là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của đạo tông mà. Ứng Hoan Hoan còng miệng nói: "Chẳng qua đan hà ở hoang điện không bằng đan hà ở chỗ thiên điện chúng ta mà thôi. Áp lực hai người gánh chịu cũng là khác biệt không nhỏ. Tuy nhiên hắn có thể dưới đó kiên trì được 8 ngày cũng là cực kỳ không dễ dàng." Ứng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng nói. "Thế nhưng..." Ứng Hoan Hoan chần chừ một lúc, cuối cùng cũng cắn môi nói: "Thế nhưng hắn ở dưới đáy đan hà 8 ngày rồi, không có dấu hiệu gì sẽ đi ra." Ứng Hoan Hoan vừa buông lời này ra, cũng phát hiện thân hình của Ứng Tiếu Tiếu dường như cứng đờ lại. Ngón tay ngọc ngà trên thanh kiếm màu xanh ngay lúc đó nắm chặt thân kiếm. Hiện nhiên lòng Tiếu Tiếu cũng bởi vì lời của nàng mà nổi lên một trận chấn động hiếm thấy. "Hắn vẫn chưa có dấu hiệu đi lên ư?" Thân thể Ứng Tiếu Tiếu cứng ngắc mất một lúc, rốt cuộc quay đầu lại, nét mặt có chút ngưng trọng hỏi Ứng Hoan Hoan. "Ừm, hiện tại không ít đệ tử bốn điện đều đang ở chỗ đan hà của hoang điện quan sát. Nghe nói cái tên đó chưa có dấu hiệu gì xuất hiện." Ứng Hoan Hoan cười khổ, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng tên gia hỏa luôn tự cho mình là đúng đó, khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh lại có được thành tích cường hãn tới vậy. "Như vậy à?" Đôi mắt Ứng Tiếu Tiếu thoáng ngưng đọng lại, mấy ngón tay ngọc lại là nhẹ nhàng vuốt ve trên thân kiếm. Xem ra lần này đạo tông bọn họ dường như tuyển nhận được một đệ tử thực lực thâm sâu khó lường à. "Tì tì, đệ tử đạo tông chúng ta trong lúc tiếp nhận đan hà quán đỉnh thành tích tốt nhất cũng chỉ trong 8 ngày mà thôi đúng không? Tên tiểu tử đó sợ là tình hình gì đây? Hay hắn bị áp lực để chết luôn rồi?" Ứng Hoan Hoan kẽ nói.
Trần sư thúc bọn họ ở bên hoàng điện khẳng định luôn không ngừng quan sát Lâm Động. Nếu nhắn thực sự bị áp lực đè chết thì bọn họ sao lại không phát hiện ra? Ứng Tiêu Tiếu liếc nhìn Ứng Hoan Hoan một cái, chợt trong mặt thoáng qua một chút trầm ngâm, nàng lại nói: thông thường mà nói, khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh kiên trì được thời gian 8 ngày đã là thành tích xuất sắc nhất. Chẳng qua trong lịch sử đạo tông chúng ta cũng có một ngoại lệ. Hả? Ứng Hoan Hoan ngơ ngác. Năm đó Chu Tông tiền bối kiên trì được 13 ngày, đương nhiên không phải vì ông ấy không thể kiên trì được nữa, mà là trong khoảng thời gian 13 ngày đó, ông ta hấp thụ toàn bộ niết bản kim khí được sinh ra dưới đan hòa. Ứng Tiếu Tiếu chậm rãi nói: hấp thu toàn bộ. Ứng Hoan Hoan nhịn không được trợn mắt há mồm. Niết bản kim khí vốn dĩ rất cuồng bạo, cho dù là cường giả đạt tới cấp bậc thất nguyên niết bản cũng khó mà hấp thu hết toàn bộ được. Những đệ tử có tư cách tiếp nhận đàn hạ quán đỉnh của bốn điện mỗi năm cơ hồ không có kẻ nào dám không biết trời cao đất dày cho rằng mình hấp thu được toàn bộ niết bản kim khí. Những gì bọn họ suy nghĩ, cố gắng hết sức mình kiên trì thêm một ngày dưới đáy sông hấp thu nhiều hơn một chút niết bản kim khí mà thôi. Một kẻ chỉ muốn liều mạng hấp thu nhiều hơn một chút cùng với một kẻ dự định hấp thu toàn bộ niết bản kim khí hoàn toàn là không cùng một cảnh giới. Nhưng mà tì tì, Chu Thông tiền bối đó chính là vị tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ được đại hoàng vu kinh, sau đó xông tới thượng nguyên giết chết ba vị trưởng lão đối phương mà. Ứng Hoan Hoan đột nhiên lấy lại tinh thần, yếu ớt nói. Ứng Tiêu Tiếu nhẹ gật đầu. Lúc nhắc tới tên này, ngay cả lòng làng cũng nhịn không được cảm thấy có một sự sợ hãi, sùng bái dị thường. Đương nhiên không ít đệ tử của đạo tông e rằng trong lòng chỉ sợ tôn sùng người này như thần minh, một mình một kiếm giết lên nguyên môn tông phái siêu cấp đứng đầu của Đông Huyền vực, mạnh mẽ giết chết ba vị trưởng lão của đối phương, bức trong nguyên môn phải mở sát đại trận hộ sơn. Ngay cả vị trưởng giáo nguyên môn có địa vị cao cao tại thượng ở Đông Huyền vực cuối cùng cũng không thể không ra tay. Mặc dù kết cục cuối cùng ông ta khiến cho dưới trên đạo tông nó vô cùng phẫn nộ, nhưng mà ngoài phẫn nộ ra thì không tránh khỏi dấy lên một chút tự hào. Nguyên môn thì thế nào, đệ tử đạo tông chúng ta đã có thể trực tiếp chạm sát ba trưởng lão của các ngươi. Nguyên môn cùng đạo tông xưa nay quan hệ không hòa hợp, đệ tử môn hạ hai bên xung đột không ngừng, trong đó không thể thiếu nguyên nhân chính là Chu Thông năm đó. Cái tên gia hỏa Lâm Động sao có thể sánh với Chu Thông tiền bối được chứ? Ứng Hoan Hoan cắn môi nói, nhưng chuyện trước mắt cũng là sự thật. Nếu hắn tiếp tục dưới đáy đan hà không ra, chỉ còn hai nguyên nhân: một là bị ép tới mức không thể động đậy, hai là đang cùng suy nghĩ với Chu Thông tiền bối năm đó muốn hấp thu toàn bộ niết bản kim khí dưới đáy đan hà. Ứng Tiêu Tiếu nhạt nhạt nói, mặc dù ta không biết hắn tuột cùng làm sao có thể làm được chuyện đó, chẳng qua tiềm lực của hắn thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ứng Hoan Hoan mới là khẽ há miệng, cuối cùng không nói được lời nào. Lát sau ấp úng nói, lẽ nào tỷ tỷ cho rằng tên đó giống Chu Thông tiền bối sao? Chu Thông tiền bối là bậc kỳ tài về mặt thành tựu, muốn so sánh với ông ấy, dù là Lâm Động có hấp thu được hết toàn bộ niết bản kim khí dưới đáy đan hà thì vẫn là một khoảng cách nhất định, ít nhất hắn cũng phải chờ tới lúc lĩnh ngộ được đại hoàng vô kinh rồi nói. Ứng Tiêu Tiếu nói khẽ, hơn nữa hiện tại việc hắn đến tột cùng có thể sống như là Chu Thông tiền bối hay không, có vị khách hấp thu hết toàn bộ niết bản kim khí dưới đáy đan hà hay không thì vẫn phải còn xem mới là biết được. Có điều việc này cũng nhanh chóng có kết quả, ta cũng là đang rất hiếu kỳ. Ứng Tiêu Tiếu quay đầu đi, ánh mắt hướng phía địa điểm của hoàng điện, trong đôi mắt đẹp chợt có một cái tia hưng phấn lóe tới. Nàng đồng dạng muốn xem thử quán quân bách triều đại chiến vừa mới gia nhập đạo tông gây ra không ít sóng gió kia rốt cuộc có bao nhiêu là phân lượng, trở thành nơi nóng nhiệt nhất đạo tông ngày hôm nay. Trên không trung đan hà của hoàng điện thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo âm thanh phá gió cực nhanh, từng đạo thanh âm đó đứng sừng sững bốn phía xung quanh bình đài, ánh mắt tất cả bọn họ hướng một nơi duy nhất, chính là vòng xoáy đen quái dị giữa lòng đan hà kia. Việc Lâm Động có thể kiên trì 8 ngày dưới đáy đan hà, hiện tại tất cả mọi người trong đạo tông đều biết tới, thậm chí ngay cả vài trưởng lão cũng đều nghe thấy, cũng là có chút chú ý tới chuyện này. Dù sao trong thế hệ trẻ tuổi của đạo tông hiện nay, có thể kiên trì tới mức này cũng chỉ có một mình Ứng Tiếu Tiếu mà thôi. Đương nhiên điều quan trọng nhất, sau khi kiên trì được 8 ngày thời gian, Lâm Động như cũ không có dấu hiệu nào sắp sửa đi ra. Một màn này khiến cho không ít nhân vật tư lịch lâu năm của đạo tông cũng kinh ngạc hoảng hốt, bởi trăm năm trước đây dường như cũng từng xuất hiện một cái tình huống thế này. Lúc đó người tạo ra oanh động kịch liệt như vậy, một mình giết lên nguyên môn, tên người đó là Chu Thông. Một vài người thế hệ trước của đạo tông ánh mắt có chút xa xăm nhìn phương hướng đan hà của đạo hoàng điện.
thì thào tự nói, đạo tông chúng ta lẽ nào lại xuất hiện thêm một chu thông nữa rồi sao? Chương 651, Lòng Nguyên Luân. Lớp bốp, dưới đáy đan hà tối tăm và tĩnh mịch, kim quang tràn ngập, tiếng bong bóng lộ khe khẽ không ngừng lan ra, mơ hồ cảm nhận được thấy cố ba động kinh người lan tỏa. Đã 11 ngày trôi qua kể từ khi Lâm Động tiến vào đan hà, tuy trong thời gian đó hoàng điện vì vậy mà trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng dưới đáy đan hà thì mọi thứ lại vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có chút khí tức ba động được kim quang bao bọc khiến nơi này còn một chút sinh khí mờ nhạt. 11 ngày, niết bàn kim khí vốn dĩ bao trùm hạng mấy chục thước, nay chỉ thấy rộng mấy thước. Nhưng mà tuy diện tích niết bàn kim khí thu hẹp lại, nhưng niết bàn kim khí trong phạm vi mấy thước đó lại vô cùng đậm đặc, thậm chí là có vẻ ngưng kết lại. Niết bàn kim khí trở nên đậm đặc, áp lực dưới sự tích tụ của 11 ngày qua cũng trở nên vô cùng khủng khiếp. Áp lực trong đó hiện nay cho dù là cường giả lục nguyên niết bàn cũng không thể chịu đựng được bao lâu. Lạch cạch. Ánh mắt nhìn vào trong đám niết bàn kim khí lấp lánh ánh sáng chói mắt. Ở trong đó có một đạo âm thanh của một thứ chịu áp lực rất lớn mới có thể truyền ra. Kim quang lúc ẩn lúc hiện, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng cũng đã ẩn hiện trong đó. Đạo thân ảnh như là một lão tăng ngồi xếp bằng lặng lẽ ở giữa đám kim quang. Trên bề mặt thân thể được bao phủ bởi một cái lớp lân giáp màu xanh, nhưng mà màu xanh của lân giáp lúc này vô cùng nhợt nhạt. Trên bề mặt của lân giáp xuất hiện những vết nứt, hiện nhiên đã đạt tới cực hạn. Ở những nơi lân giáp bị nứt ra có thể nhìn thấy được màu đỏ thẫm, nhìn kỹ mới phát hiện đó là vết thương máu đã khô lại. Màu đỏ thẫm khiến cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Có thể thấy trong thời gian chịu đựng này đối với Lâm Động cũng là khoảng thời gian vô cùng cực khổ. Đan hà vô cùng kỳ dị, càng xuống sâu áp lực càng tăng. Hơn nữa áp lực đó mỗi ngày càng tăng lên, tích tụ qua 11 ngày, áp lực đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Nếu Lâm Động không có tu luyện thành thiên hóa long quyết, sớm đã bị loại áp lực đó nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng dù là như vậy, nếu có thể nhìn xuyên thấu qua lớp lân giáp kia mới là thấy lớp da của Lâm Động cũng đầy vết rách nứt. Dưới đáy đan hà này quả thực vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng cho dù trên người đầy dấy vết thương, hai mắt Lâm Động nhắm chặt, từng cỗ lực lượng thôn vệ không ngừng từ thân thể quán tràn ra, mạnh mẽ thôn vệ đám niết bàn kim khí cuồng bạo và đậm đặc kia. Hắn hiện tại cần những thứ này, bởi vì niết bàn kim khí trong cơ thể càng tăng, Lâm Động dường như cảm nhận biến hóa vô cùng đặc biệt xuất hiện. Và biến hóa đặc biệt nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là đám nguyên thần khí màu vàng bên trong đan điền của hắn. Qua 11 ngày không ngừng hấp thu một khối lượng lớn niết bàn kim khí, thể tích của đám nguyên thần khí đó cũng là tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, vô cùng đậm đặc, từng đạo niết bàn kim khí uốn lượn trong đó vô cùng đẹp mắt. Tinh thần của Lâm Động cũng là vẫn luôn theo sát sự chú ý của đám nguyên thần này cùng với sự lớn lên của nó. Lâm Động cảm nhận được trong đó ẩn chứa sự một cái uy áp đáng sợ, đó chính là nguyên thần lực. Chỉ có những cường giả thân thể sinh ra nguyên thần mới có thể thi triển được lực lượng cường đại đó. Loại lực lượng đó khiến cho Lâm Động vô cùng thèm muốn. Hắn biết rằng nếu có thể khống chế được cỗ lực lượng đó, nhất định sẽ trở thành một thứ vũ khí vô cùng lợi hại trong tay. Nguyên thần khí màu vàng khẽ động, vô số kim sắc xung quanh đan quyện vào nhau, vạn vật như đang dung nhập vào cùng nhau. Cùng với đó, đám nguyên thần khí biến hóa thành các dạng hình thù vô cùng kỳ lạ. Lâm Động lặng lẽ quan sát sự biến hóa của đám nguyên thần này, rồi như nghĩ tới điều gì đó. Dù sao hắn cũng chưa đạt tới cảnh giới nguyên thần niết bàn thất nguyên, cơ thể vẫn chưa thể tự sản sinh nguyên thần khí. Tuy thứ này hiện nay đang ở cơ thể quán, nhưng hắn lại không thể khống chế thuần thục như là do chính mình tu luyện ra. Nguyên thần khí này dù sao cũng là vật từ bên ngoài, chỉ khi chính mình tu luyện ra nguyên thần mới có thể đạt tới cảnh giới. Thân thể bị hủy nhưng mà nguyên thần vẫn tồn tại. Nhưng một khi đã không thể biến đám nguyên thần khí này trở thành nguyên thần bản mệnh, hắn vẫn có cách biến chúng trở thành vật khác được. Lâm Động suy nghĩ rất nhanh, đám nguyên thần khí này ẩn chứa một cái cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Nếu mà bỏ đi thì thật đáng tiếc. Nếu đã không thể hóa thành nguyên thần bản mạnh, thì hóa thành nguyên thần vật vậy. Lâm Động đột nhiên lấy ra ý nghĩ, nguyên thần vật cơ hồ chỉ có những cường giả ngưng tụ nguyên thần mới ngưng tụ nổi nguyên thần vật. Nhưng hiện tại nguyên thần khí của Lâm Động rất dồi dào, có lẽ đủ giúp hắn hoàn thành ý tưởng này.
Trong lòng đã có quyết định, Lâm Động lập tức thể hiện tính cách quyết đoán của mình, mà áp lực dưới đáy đan hà cũng ngày càng trở nên cường đại. Nguyên lực cơ thể của hắn đạt tới tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có khả năng đột phá tới ngũ nguyên niết bàn. Do vậy lúc này hắn cũng phải nhanh chóng nắm bắt thời gian. Ong ong, mệnh lệnh từ tinh thần quán nhanh chóng truyền tới đám nguyên thần khí màu vàng đó. Sau đó nguyên thần khí lập tức chuyển động với tốc độ nhanh chóng. Vô số đạo kim sắc va chạm cùng nhau dung hợp, một cái cỗ ba động kinh người từ đó tỏa ra. Dưới quá trình va chạm đó, đám nguyên thần khí kia thu nhỏ một cách quỷ mị, nhưng mà thể tích thu hẹp lại là khiến cho nguyên thần khí trở nên đậm đặc hơn. Trạng thái đó kéo dài khoảng nửa ngày, một đám nguyên thần khí lớn cuối cùng không ngờ chỉ còn là một cái đám thể lỏng bằng chừng nắm tay. Ngừng luyện, âm thanh trầm thấp đột nhiên vang từ trong lòng Lâm Động. Sau đó, lực lượng thôn phệ màu đen nhanh chóng tràn vào đan điền, bao bọc lấy quả dịch thể màu đỏ, màu vàng. Sau đó, quả cầu màu vàng dần dần bị đè bẹp, có hình dạng giống một cái chiếc đĩa tròn. Đó là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại. Cũng may Lâm Động vận dụng lực thôn phệ vô cùng thuần thục, do vậy không có bất cứ bất ngờ nào. Đám nguyên thần khí đó dưới sự khống chế của hắn dần dần biến đổi hình dạng. Quá trình biến đổi đó kéo dài rất lâu, thậm chí thấy cho dù Lâm Động có lực thôn phệ trợ giúp cũng là vô cùng vất vả. Một khối lượng lớn nguyên lực nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng may mà niết bàn kim khí không ngừng tuôn vào cơ thể hắn, trở thành nguồn bổ sung hoàn hảo. Ong ong, thời gian chậm rãi trôi qua, đám nguyên thần khí màu vàng kia cuối cùng dần hình dạng, tuy có chút thô ráp vẫn có thể cảm nhận được một loại ba động vô cùng sắc bén tỏa ra. Lực lượng thôn phệ màu đen giống như là lưỡi dao điêu khắc, không ngừng bay lượn trên đám nguyên thần khí đó. Bộ dáng của Lâm Động lúc này cũng là vô cùng chăm chú. Nhờ sự tỉ mỉ chăm chú đó, thứ tạo thành từ nguyên thần khí dần dần thoát khỏi dáng vẻ phôi thai, có ba động sắc bén ngày càng trở nên rõ nét. Trong khi Lâm Động chăm chú chế tạo thứ đó, bên ngoài thân thể hắn, lớp lân giáp vốn vô cùng ảm đạm lúc này vô cùng nhợt nhạt, bề mặt như đầy vết nứt. Cổ áp lực đáng sợ đó thậm chí tràn qua lớp lân giáp, trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Lâm Động. Phù. Dưới cái cổ áp lực đó, bên ngoài thân thể Lâm Động có những vệt máu bắn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ khắp cơ thể, thực vô cùng đáng sợ. Lân giáp chịu không nổi rồi sao? Khi bên ngoài thân thể của hắn truyền tới cơn đau nhức, Lâm Động hiển nhiên cảm nhận thấy, lập tức khẽ nhíu mày. Lân giáp thanh long có thể coi là lớp phòng ngự vô cùng cường đại của hắn, không ngờ không thể chống đỡ nổi áp lực trong khoảng thời gian dài. Nhưng lúc này Lâm Động cũng cần dốc hết sức đi tạo đám nguyên thần kia, không thể phân tâm đối phó với áp lực bên ngoài được. Phải nhanh lên thôi, Lâm Động khẽ lẩm bẩm, lập tức tinh thần tập trung vào trong đan điền. Ở trong đó, khí thôn phệ màu đen nhanh chóng tuôn ra, không ngừng bao bọc đám nguyên thần khí đó. Phù phù, tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, tốc độ của những cái tia lực thôn phệ màu đen không ngừng tăng lên, tiếng vù vù vang lên không dừng trong đan điền. Dưới tốc độ đó, tốc độ chuyển động của đám nguyên thần khí nhanh chóng không ít, dường như có vật gì đó sắp được hoàn thành. Tinh thần của Lâm Động chăm chú theo dõi, lòng cũng là dâng lên sự căng thẳng. Phù. Tia khí màu đen quét nhanh trên đám nguyên thần khí, sau đó đột ngột dừng lại. Rồi điểm trên cái đám nguyên thần khí bỗng chốc giống như là nét bút cuối cùng, đem sức sống cho cả một cái tòa tác phẩm. Kim quang lấp lánh đột nhiên từ trong đan điền tỏa ra, kim quang lan tỏa, giây phút sau mới là dần biến mất. Sau đó tinh thần lực của Lâm Động nhanh chóng tập trung trong đan điền. Ở nơi đó, kim quang tụ lại, mơ hồ có thể thấy một ít khí tức sắc lạnh lan tỏa ra. Trong giữa đám kim quang, một cái vật màu vàng dần xuất hiện. Đó là một chiếc vòng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Trên đường viền của chiếc vòng là 8 cái lưỡi răng sắc bén. Lưỡi răng không thẳng mà có hình cong cong. Dưới cái đường cong có hàn quang lồng đậm vô cùng đáng sợ. Trên bề mặt cái vòng có khắc hình cự long, nhìn sống động như thật, giống như cự long thăng thiên, khí thế vô cùng đáng sợ. Lâm Động rất kinh ngạc nhìn chiếc vòng vừa hình thành, lập tức lòng xuất hiện sự vui mừng. Hắn thậm chí cảm nhận được cỗ ba động vô cùng đáng sợ. Loại ba động đó ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Đó là một loại hung khí hoàn toàn do nguyên thần khí ngưng tụ thành. Tuy không phải linh bảo nhưng mà uy lực thậm chí còn mạnh hơn hắc long
Phiên thiên ấn trong tay Lâm Động. Gọi mày là Long Nguyên Lân đi. Lâm Động mỉm cười, để mặc cho chiếc vòng đó nằm trong đan điền. Sau này giao chiến, chiếc vòng đó nhất định có được hiệu quả vô cùng bất ngờ. Sự sắc bén của nó dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ ngựa gầu cường giả thất nguyên niết bàn. Tiếp theo phải giải quyết những thứ bên ngoài rồi. Lâm Động lẩm bẩm, tinh thần lực nhanh chóng thoát khỏi đan điền. Sau đó mở mắt nhìn đám niết bàn kim khí đậm đặc, khuôn mặt thẫm máu xuất hiện cái nụ cười. Hắn có thể cảm nhận thấy nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, tựa hồ tới lúc đột phá rồi.